Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hiện giờ thì Thái đang có mặt là tại shop sinh viên nha quý vị. Mình sẽ vô, mình sẽ mua cho cháu là một số đồ tặng cho cháu bạn. Thì cũng nghe nói là cháu là đồ đạc cũng không có, còn chỉ có 2-3 bộ à. Cho nên là mình sẽ vô mình mua cho cháu luôn. Xin chào chị, có đồ nào cỡ cỡ bé này chị? Học sinh hay gì ạ? Dạ nó học sinh. Học được mấy rồi? Quan trọng nhìn cái tướng nó là mua được rồi chứ. Nó năm nay lớp 8 rồi. À, con lựa một số đồ nào đó con thích, con lựa đi. Con có quần dài chưa? Dạ. Mua 1-2 cái quần dài con bận đi. Bình thường con mặc đồ xe máy nhớ không? Nè, mua quần gì cho nó được hơn hay là rẻ hơn nữa? Quần nào cũng được hết đó chị. Từ thưa cháu bận. Đâu con thử cái quần này coi sao. Đâu con vô con thử nè. Keo quá. Keo nó dữ lắm à. Ừ. 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 Mẫu nhỏ lắm. Được con hả? Đâu được, con thử lưng cho nó vừa dặn đâu. Nó ra đây con thử cho nó vừa dặn, con quặn, con quay một vòng coi nó làm sao. Vừa không? Cái lưng rộng không? Rộng thì lấy xe nhỏ, chứ con vậy con mặn không vừa sao được. Rộng rồi con ơi, rộng lắm rồi. Rộng lắm rồi, bớt lại xe nhỏ đi. Con đi mua mà cú này mà con lựa rộng nữa là chết chú luôn rồi đó. Con thử thôi. Thường thường con mặc áo sơ mi hay là con mặc áo thun? Con đi học hả? Con đi đám hay là gì? Đi học. Đi học thì lấy áo sơ mi trắng. Con có đồ đi học chưa? Có rồi. Có rồi, bây giờ thêm nữa nha. Dạ. Thêm bộ đi. Đó vừa không? Hả? Con bạn vô coi bận luôn cái quần đó luôn đi. Rồi lấy thêm cái áo bận vô ăn tên đi rồi coi cho nó lịch sự nó đẹp. Dạ. Ừ. Được không? Chú thấy nó cũng rộng nữa rồi đó con. Thì nhỏ nhất thì con có dây nịch không? Rồi có. Bữa mua thêm cho con cộng dây nịch luôn đi. Ha. Dạ. Ừ. Cái gì ở đây chị? Rộng không? Có con nào nhỏ hơn nữa không chị? Dạ, cái đó là xe duy nhất, còn không mình lấy mẫu khác. Lấy mẫu khác đi, quá nha ấy à. Ừ. Quá rộng rồi. Em xem có đầy cái gì ly vi vậy á? Rồi chị đợi em. Quá hầm à. Ô bà chủ lựa nè, con coi một số áo thun nào đó màu đồ đó con thích, con lựa 1-2 cái áo thun cho bạn ở nhà. Eo quá chuẩn cho nên là hơi khó lựa đồ nha bà con cô bác. Ồ, đẹp đó, quần đó đẹp đó con. Vừa không? Chắc cũng phải đeo dây nịch quá, eo người mẫu quá. Người mẫu rồi. Được không con? Mông thì vừa. Eo quá. Sao hai cái này có chặt gì không? Không. Vừa đó ha, có chặt giò gì không? Không. Mình lựa phải vừa ý nha con. Ừ. Này nó vậy chị có đặt trước không? Này nó cũng mất tiền đó, mình lựa xong rồi cho nó vừa dặn mình bận mới được. Chứ còn mà mình mua cái đồ mất tiền mà mình về mình bận không được là nó uổng tiền lắm nha con. Dạ. Cái tiền mạnh thường quân người ta mằng cũng là rất là cực khổ. Rồi, con thổi áo vô coi. Nhưng mà người ta thương mình, người ta trở về, người ta hỗ trợ cho mình thì mình cũng xài cho nó đúng, chứ mua về mà mình xài không được đó thì cũng tội cho ta lắm. À. Con gà núp được không? À. Rồi con bỏ áo ăn tay này vô quần luôn coi nó làm sao. À.
Rồi đâu con em coi nay vô quần luôn coi. Em coi nay bỏ ống quần luôn coi. Con cỡ này ra rồi con. Rồi. Trời ơi, gan diễn viên Hàn Quốc rồi còn nồi nữa, đúng mặt lên rồi. Đó. Đây gan diễn viên Hàn Quốc rồi thấy không? Vậy thôi chứ còn rồi đó. À. Thêm bộ nữa hay là sao? Hả? À, một bộ một thôi ha. À, này là một bộ này nữa, đợi ta thấy ha. Bây giờ lợi 2-3 cái áo, 2-3 cái quần cục nữa ha. Rồi. Rồi con lựa 2-3 cái áo nữa đi. Ờ. Ừ, lấy áo đó phải không? Áo đó lấy xuống rồi. Rồi con cởi cái đó ra đi. Chú lựa chú lấy cho con thêm cái áo này nữa. Ồ, áo này đẹp nè. Vừa phải không? Quần áo đó là vừa nha. Rồi con thử cái áo này coi. Trời ơi nãy giờ cũng mừng. Áo trắng này bạn cẩn thận nha con. Áo nó dơ lắm đó. Được không? Áo nó vừa không? Vừa không? Ờ đâu mà quá dáng mẫu rồi. Sao được không con? Áo này chịu không? Ok phải không? À, coi kiếm thử rồi sao? Đâu kiếm đâu? Vô luôn đúng không? Áo nó đẹp chứ. Đẹp vậy. Không? Được không? Biểu diễn rồi. Lắc lá lắc lui rồi coi biểu diễn xíu coi. Chống nạnh đầu lên coi. Được rồi ha. Dạ. Rồi mình lựa thêm một cái xay vậy nữa đi. Rồi con có dép chưa? Dạ rồi. Con có dép rồi ha. Dạ. Có dây nạch chưa? Có rồi. Dây nạch có rồi luôn. Dạ. Trời ơi sao mà cháu dễ thương với trời không có chịu mua gì. Bây giờ ham giày không nè. Chú mua cho một đôi giày. Để thể dục. Chưa. Ờ bây giờ mình mua đôi giày đi. Con lựa đôi giày nào con thích đi. Ha. Hôm nay đôi giày nào mình thích mình lựa kiểu thích đi rồi kêu cái cô bán con lựa cái size vừa cho mình. Dạ. Dạ em đi thể dục nha. Giờ mini quá à. Ừ, giờ nó mini lắm. Mini cái em thấy mấy cái mẫu mới về này nó còn xe nhỏ nè. Cái giờ mini không con? Ừ, ừ. Giờ mini hả? Rồi. Đâu có xe nào đâu. Này, mấy cái này con lựa kiểu mẫu nào, con chịu mẫu nào. Con lựa nghe, con mang đó, con lựa mẫu nào, con chịu rồi con mua đó. Thì chú không có mang đâu. Đâu? Mẫu này ha. Rồi tháo ra mình thử làm sao. Ok thì mình lấy, mua đồ rồi mình đi mua là mình phải thử. Nào tới giờ có ai dắt con đi mua đồ gì chưa? Chưa ha. Rồi, chú hôm nay thì chú là người đầu tiên rất may mắn là được dắt con đi mua đồ. Con gái nhỏ xuống hỏi. Ừ rồi con. Không, cái này là cái cháu này á, thì mẹ nó chết rồi như là cái hoàn cảnh khó khăn đó này anh hỗ trợ cho cháu đặng cháu nó có điều kiện đặng cháu đi học rồi sao đâu rồi vậy sao đâu rồi à, con biết sọc dây không có gì này là vừa chưa vừa mới được nghe con chứ để rộng quá đó rộng không rộng không ôi đồ dài quá đẹp cũng biết lựa dài quá chứ còn đồ gì nữa con xuống móc cái này ra cho con dạ còn một cái móc trong đây đây hả khoan năm quả mà thả dây ra hết con dạ rồi được chưa con thả dây ra con chưa hết con chưa chú thả dây được vừa không nó có rộng này xíu không rộng xíu vậy là ok ha dạ rồi, quá đẹp rồi rồi đứng lên cột dây dài lại coi biết cột dây dài không biết không biết thì nó dễ rồi chú cột đỡ nha dạ. Chút nữa con đứng lên coi nó làm sao hợp không dạ. Rồi đứng lên coi
bồ quá đẹp trai luôn. Lấy ra đây xíu coi. Qua đây mặt ra coi. Trời ơi, tốn này phải là doanh nghiệp kinh doanh gì mới được chứ, vậy mà không chịu đi còn đòi ở nhà sao được vậy con? Thấy không? Nó là có các cô chú mạnh thường quân người ta hỗ trợ mình thì mình nên đi. Bây giờ con đọc cái số điện thoại của con lại đi. Ha. 0923 139 563. Con đọc lại một lần nữa, con đọc từ từ. Dạ, số điện thoại của con. Điện thoại con là 0923 139 563. À, thì hôm nay cháu nó cũng dạng dạng này nghe quý vị. Tại vì hôm trước thì mình vô đột ngột quá thì cháu nó cũng trong rút cháu mắc điện thoại cháu buồn, cho nên là cháu cũng nói chuyện cũng không có được là lễ phép gì mấy. Thì hôm nay thì cháu cũng đã biết rồi, thì quý vị cũng thông cảm cho Thái là hôm trước là Thái hỏi hơi nhiều nha quý vị. Rồi bây giờ con còn cần cái gì nữa? Cộng dây nịt không? Cộng dây nịt mình ở nhà có cộng dây nịt đẹp không? Có cộng dây nịt không chị? Nhỏ nhỏ lấy cho cháu cộng dây nịt đi. Hả? Dở dở vậy? Hả? Mang đi con, mang đi. Mang đi mà, của mình cái gì hoài. Nè bây giờ con lỡ cái mặt nào luôn đi. Mặt bự, thích mặt nào lựa mãi mà nó. Mặt này là gài, mặt này là kéo. Mình thích cái nào mình lấy cái đó. Đây nữa nè. Thích bự nó dữ, thích nhỏ đây nhỏ. Thích cái nào? Cái nào con? Cái này ha. Cái này bây giờ tháo ra luôn. Tháo ra luôn nha bà chị. Dạ. Không vừa bụng đổi lại được nha. Được. Ừ. Mai có rộng chắc đó. Ừ. Con cái cọng này nhỏ quá con. Hay là bự hơn trước. Hay là bự lớn. Nè, rồi con mang vô con. Nổ quá. Bự quá sợ na không nổi rồi. Chút mình tặng bộ đồ này mình quảng cáo trắng vô, rồi mình đang tới đi đi về cho bà con cô bác nhìn thấy ớn luôn ha. Hay sao? Hay sao con? Bỏ bộ đồ này ha. Rồi quảng cáo trắng vô. Mang tao đi, mang về đi về. Nè con tự làm đi chứ. Kéo đi. Mỗi ngày con có trắng. Như vậy mà cũng cũng. Cái này này ha. Rồi, được rồi ha. Không sao, như vậy được rồi, hay là cắt ngắn lại con. Chú thấy nó dài lắm rồi đó. Cắt ngắn. Cắt ngắn lại ha. Rồi, cắt ngắn này cho con hai cắt lại. Rồi, cũng đẹp lắm nha quý vị. Cũng tướng đó, cũng không độ lắm chứ. Dài nhiều ha. Dài quá dài chứ nhiều nhiều. Rồi, cắt ngắn xong rồi. Vậy là rồi đó. Còn gì nữa không con? Hết rồi ha. Cái đó hả? Cái đó nào mình về mình tặng mình cắt con? Hay là muốn cắt bây giờ? Cắt giờ. Muốn cắt bây giờ thì cắt bây giờ luôn. Có kéo hết à? Tờ áo cởi ra đi. Thầm cởi ra đi con. Cái đôi dài làm ăn luôn phải không? Dạ. Hả? Dạ. Rồi để cộng dây nịt vô đi, cái quần với đôi dài làm ăn luôn. Mình chơi rồi. Hay 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 là mua đôi nữa? Hay là mua đôi dài nữa? Đôi dài đi học chứ, mua đôi dài con như đường hết con dép con như vậy à, thường thích mang dép phải không? Rồi đôi giày này là chỉ đi học thể dục thôi phải không? Dạ. Cái đôi giày con chó cắn mà. Đôi giày mình có chó cắn à hả? Ở nhà mà còn bị cái đâu nữa ha. Có đôi giày cũng bị chó cắn nữa hết biết luôn. Rồi
quá là trai ông ơi. À, bây giờ có dài có dép gì để hỏng tôi con? Có rồi, con lử này. Hả? Con lử này. Mấy ngày con ký kiểu mà nó ấy vậy. Nè, mang thế này phải không? Thế này hay sao? Mua mai xài hay gì? Trải nhà chứ dép kìa đi. Mua mai xài đó, mai xài còn đi học con dép hơi đẹp. Đôi này vừa không con? Vừa không? Nó nhỏ. Nè bây giờ con lựa đi, con lựa con thích cái mẫu nào đi, chứ chú đâu có biết được được. Ờ à, con lựa đi. Thôi chị tính tiền. Mua đôi dép này hả con? Dép đỏ với con gái mà. Đôi dép nào? Thôi chị tính đi. 950 à? Còn hết 950 nha. Cái quần con mặn không biết, con mang nó dạy vô luôn hay sao? Ờ, mang nó dạy vô luôn cũng được. Có vớ không vậy? Cứ mãi cho cháu đôi vớ đi. À, có đôi vớ thì cho nó mang cho nó dễ hơn. Nha. Trắng đây, nào con? Dạ. Hả? Đem gì cô chịu không? Dạ. Bây giờ đeo vớ ngắn này không à? Không có dài, dạ. Dài nó ghê lắm. Rồi. Rồi, bây giờ đôi vớ đi đó. Rồi, cảm ơn chị nha. Thì video của mình là hôm nay là để đi mua đồ cho cháu đi học thôi quý vị. Gồm có là một đôi giày, một đôi dép, một bộ đồ bạn đi học. Tại vì cháu đã có trước là 2 đến 3 bộ rồi, cho nên là cháu chỉ cần một bộ thôi là đủ rồi hả con. Dạ, cháu chỉ cần một bộ cho nên là mình chỉ mua bao nhiêu đồ cho cháu là đủ. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc thôi quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.